2021. Vâng, như vậy là tiếng còi khai cuộc của trận chung kết đã chính thức được bắt đầu. Bây giờ là một tình huống lên bóng của cầu thủ K54 Vũ Hiệp. Đường chuyền lên cho Đức Phúc. Như vậy vừa rồi là một tình huống ra vào rất chính xác của thủ thành Hoàng My Ly. Thành những bàn thắng một đường chuyền ra thế này. Không phải rồi, bây giờ là cơ hội dành cho cầu thủ bên phía K54 Vũ Hiệp đã có một tình huống kéo người. Có vẻ như ý đồ bỏ qua hàng tuyến giữa và chơi lên trên hàng công của thủ bên phía Long Lốp đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Lúc này thì Mai Xuân Đầm đang nằm bị đau ở trên sân. Có vẻ như hai cánh của Long Lốp đang thể hiện được sức mạnh của mình. Rất may mắn trong tình huống vừa rồi thì Bảo Lốp đã không chú ý. Như vậy ngay sau đó là ý đồ chuyền bóng cho Bảo Lốp nhưng không thành công. Bây giờ là Sơn Búa, vẫn đang là Sơn Búa rất khéo đường chuyền cho Bảo Lốp cố định, nhưng mà các thủ bên phía Long Lốp dường như Vũ Hiệp và Long Lốp đang cầm hòa nhau với tỷ số là. Vâng, và sau đây xin kính mời các bạn chúng ta cùng trở lại với hiệp 2 trận chung kết Vũ Hiệp Open cố định, nhưng mà các thủ bên phía Long Lốp dường như Sơn Búa không phải, đó là Vương Sữa. Như vậy không phải là pha sút bóng luôn, đường chuyền bóng về cho An Châu. Hiện chúng tôi đã thấy thảm họa của K54 Vũ Hiệp khởi động Đức Phúc, một tình huống lên bóng của K54 Lâm Độ. Không phải, đó là K54 Vũ Hiệp trong tình huống rồi Đức Phúc. K54 Vũ Hiệp hay không? Một đường chuyền lên tuyến trên, cơ hội không vào. Lại có thêm một tình huống ra vào hợp lý. Trong bảo lúc gọi Hùng Lê Ma dứt điểm không vào ngay trong những giây đầu tiên trong pha chạm bóng đầu tiên. Sơn Búa được chuyển cho Vượng Sữa. Vượng Sữa tiếp tục là Vượng Sữa rất khéo, đã qua người được rồi, đường chuyền xuống, bóng vẫn còn trên sân, sau đó là đường căng ngang vào cho Bảo Lốp nhưng không thành công. Trường Trần rất đáng tiếc trong tình huống súng đáy biên và một cầu An Châu. Vẫn đang là An Châu, và người khá dễ dàng An Châu. Hùng Lê Ma rất đáng tiếc cánh phải của Hùng Lê Ma. Cơ hội dành cho Long Lốp dứt điểm luôn. Các cầu thủ bên phía K54 Vũ Hiệp đang chơi rất kỹ thuật. Hùng Lê Ma phá tham gia phòng ngự của Hùng Lê Ma. Ngay sau đó thì Hùng Lê Ma đã ngã lên trên sân. Một tình huống tấn công của các thủ bên phía Long Lốp. Bóng rất nhanh. Bảo Lốp vẫn đang, Bảo Lốp Hà My đường chuyền bóng về cho An Châu và phối hợp nhờ giữa Hà My và An Châu. Bảo Lốp hội dành cho Long Lốp. Vừa sữa liên tục là những tình huống tấn công của thủ bên phía Long Lốp. Khi phải đối đầu với Huỳnh Đạt,
một trong số những con người được coi là giàu kinh nghiệm nhất ở trên sân. Vừa rồi là một tình huống sút báo từ ngoài vào cấm khi phải đối đầu với Huỳnh Đạt, một trong số những con người được coi là giàu kinh nghiệm. Bảo Lộc dứt điểm luôn, như vậy đã có bàn đang mở tỷ số. Rất bất ngờ, sau nhiều lần bỏ lỡ thì Bảo Lộc đã là người mở tỷ số cho cầu thủ Long Lộc. Trong tình huống vừa rồi thì thật khó để Tiến Thành có thể một lần nữa cứu. Bảo Lộc dứt điểm luôn, như vậy đã có bàn đang mở tỷ số. Ở một dàn hậu vệ dứt điểm luôn. Vâng, như vậy là tiếng còi kết thúc trận chung kết của giải bóng đá ngũ hiệp Open năm 2021 đã chính thức cất lên. Chúng ta đã tìm ra nhà vô địch của mùa giải đầu tiên. Xin chúc mừng cầu thủ Long Lộc.